đừng bắt em phải quên tập 4. Em gái mưa lại ghen lồng lộn với bó hoa anh trai nuôi tặng vợ. Quý vị khán thính giả thân mến, đến shop thời trang của Ngân chọn đồ. Mỗi mẫu Linh chọn một chiếc khiến cô nhân viên bán hàng cảm thấy khó chịu sụ mặt lại. Chắc nhạy cảm nên đoán biết được Linh trả tử tế gì, cô này chạy theo và hỏi với thái độ rất khó chịu. Cô ơi, cháu hỏi thật nhé, cô đến đây mua đồ hay là có mục đích gì đấy ạ? Linh quắc mắt, vớ vẩn, chỗ bạn bè tôi đến mua ủng hộ, mục đích gì? Nói rồi điên tiết, Linh ném sấp đồ vừa chọn vào mặt cô nhân viên và ra lệnh. Nếu còn size S, lấy mỗi thứ một chiếc. Cô nhân viên cũng đáo để không kém, chả hiểu mua được mấy chiếc mà củ hành vãi ra. Đúng lúc đó thì shipper ship đến một bó hoa hồng gọi cô nhân viên ra nhận. Linh trông thấy khen bó hoa đẹp thì cô nhân viên nói luôn, của chú Luân đấy. Ôm bó hoa, cô bảo cô này vào lấy bình. Khi cô nhân viên cầm bình hoa đi ra thì mắt tròn xoe, mồm há hốc vì bó hoa nằm gọn dưới đất. Linh lúc này tỏ vẻ loạng choạng, choáng, khiến cô nhân viên sợ hãi vội chạy lại đỡ. Đây hẳn là chiêu trò phá nát tình cảm của người khác của em gái mưa khi biết ông anh trai nuôi của mình tâm lý yêu chiều vợ, dành tặng cho vợ hoa hồng mỗi ngày. Sự lãng mạn của Ngân và Luân khiến cho Linh cảm thấy ghen tức. Đây mới chỉ là bắt đầu, không biết Linh sẽ còn giở những trò gì nữa. Phim vừa lên sóng, nhưng sự xuất hiện của Kim Oanh trong vai Linh đã khiến khán giả tò mò và khẳng định phim sẽ đầy kịch tính với mối tình tay ba mà chị Oanh đã xuất hiện trong phim thì không phải dạng vừa đâu, chiều trò cũng ra phết đấy. Choáng luôn với điệu cười của cô Linh, nghe điệu cười tàn trợ nát phường là biết sẽ đầy sóng gió xảy ra trong bộ phim này rồi. Rồi những tình tiết đầu tiên của bộ phim cho thấy sự quan tâm thái quá của Luân dành cho Linh, lại thêm sự chú ý của Linh dành cho Luân, càng cho thấy bộ ba Ngân, Luân và Linh sẽ phải bước qua những sóng gió, có thể là cả sự chia ly trong hạnh phúc gia đình. Linh là vợ của người bạn thân đã khuất của Luân, cũng là bạn của Ngân, vợ Luân. Vì nhóm bạn chơi thân với nhau nhưng chồng Linh là Thịnh chẳng may mất sớm, Linh sớm phải sống trong cảnh quá bụa. Từ khi Thịnh mất, nhóm bạn thân luôn quan tâm chăm lo cho Linh và luôn coi Linh như một thành viên trong nhóm cùng lớp năm xưa. Mỗi lần họp lớp, Linh luôn được mời dự. Là một phụ nữ thành đạt, Linh nắm trong tay công ty lớn, có nhiều đối tác làm ăn, rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với công ty của Linh. Lần này ra Hà Nội, như đã thỏa thuận với một số công ty, Linh sẽ ký hợp đồng. Nhưng ra gặp Luân, sẵn dành tình cảm cho Luân, lại luôn muốn có nhiều thời gian bên Luân, Linh đã dành cho Luân những dự án béo bở, khiến cho đối tác của Linh tiếc hùi hụi mà không làm gì được. Khi đi với Ngân, Linh tỏ vẻ là một cô bạn thân tốt bụng. Lúc bên Luân, cô lại tỏ ra tội nghiệp đáng thương, lại còn nũng nịu rồi khéo léo ngon ngọt để lấy lòng Luân. Thấy Luân và Ngân hạnh phúc, lòng Linh ghen tức, nhất là khi biết được lý lịch của bó hoa đến với Ngân mỗi ngày. Thêm những lời cô nhân viên nêm vào, càng làm Linh lồng lộn lên vì ghen. Và sự chờ chẽn của em gái mưa đã sớm lọt vào tầm ngắm của Ngọc, con gái của Luân. Từ hôm trước, nghe thấy cách nói chuyện của bố với cô Linh, thấy bố lo lắng quan tâm cô Linh, Ngọc đã thấy sợ người. Sang tập 4, Ngọc và hai bạn thân thật vô tình thấy được cảnh bố thân mật với cô Linh khi đưa cô Linh đi ra ngoài. Duy gặp Ngọc để trả lại cô gái chiếc điện thoại vô tình nhặt được. Ngọc bắt đầu thấy Linh phiền phức khi kể về việc vô tình gặp nhau tại nhà hàng. Đó là những diễn biến sẽ diễn ra trong tập 4 phát sóng tối nay. Trong tập 4, khi hẹn hai bạn thân đi lấy điện thoại ở chỗ Duy thì vô tình cả ba phát hiện ra bố Ngọc đưa Linh về đây. Sau đó, cảnh Linh có những cử chỉ thân mật với Luân đã đập vào mắt của ba đứa trẻ. Trông bà này ngon phết nhỉ, My nhận xét. Trong khi đó, Quyên thì lại cho rằng trông bánh bèo quá. Ngọc liền kể về mối quan hệ của gia đình mình với Linh. Đây là cô Linh, bạn thân của bố mẹ tao từ Sài Gòn ra. Bố tao chỉ coi cô ấy là em thôi, đừng có mà suy diễn linh tinh đấy. Nhưng My liền cảnh báo về mối quan hệ này với cô bạn thân. Mày không biết cái gì thì thôi ấy, theo như kinh nghiệm của tao thì tất cả những anh trai mưa, em gái mưa càng phải đề phòng, vì đây chính là mảnh đất màu mỡ để phát triển. Mặc dù đã được nghe bố mẹ kể nhiều về hoàn cảnh của cô Linh, nói rằng cô rất đáng thương,
nên bố mẹ vô cùng quan tâm cô. Nhưng những gì đập vào mắt Ngọc lúc này khiến cho Ngọc bắt đầu cảm thấy rợn người về cô em gái mưa của bố này. Ở tình tiết khác, phát hiện ra Duy, người mà mình ghét cũng chính là người nhặt được điện thoại của mình, Ngọc liền xuống nước để lấy lại được thứ mình cần. Tuy nhiên, vì tính tình thẳng thắn nên chẳng mấy chốc cô lại thể hiện thái độ không thích ra mặt với Duy. Tự tin thái quá, bớt đi một chút, có tương lai hơn đấy, Duy đá xoáy Ngọc. Ngọc liền nói, tôi sẽ coi đây là một lời khen, còn bây giờ vào chủ đề chính đi, trả điện thoại đây. Duy nghi ngờ nên nói, đọc pass đi, thì bị quy tội, anh lại còn muốn vi phạm quyền riêng tư à? Anh liền đáp lại, để xác nhận, nói thật nhé, vì khi nhìn vào hình ảnh của cô trong điện thoại và cô bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Cảnh nói chuyện này đã đập vào mắt Linh và cô em gái mưa này liền đem kể với Ngân, mẹ của Ngọc. Khi về nhà, Ngân liền hỏi con gái. Linh biết ngay là ai đã nói với mẹ chuyện này nên hỏi lại mẹ. Cô Linh nói với mẹ đúng không ạ? Con bắt đầu thấy sự xuất hiện của cô đấy hơi phiền phức rồi đấy. Nhưng Ngân liền nhẹ nhàng khuyên cô con gái. Cô ấy là người tốt, hoàn cảnh lại đáng thương. Con đừng nghĩ cho cô thế mà tội. Linh thì chờ chẽn, còn Ngọc thì đáo để. Chắc chắn giữa Linh và Ngọc sẽ có những cuộc chạm trán mà khiến cho khán giả phải hết sức tò mò và đem lại những điều thú vị cho bộ phim này. Đúng là dân gian ta có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tuy nhiên, Ngọc vẫn còn quá trẻ con, dù có thông minh nhanh nhẹn và đáo để đến đâu thì cũng khó mà trị được một kẻ tinh danh cáo già trơ trẽn như Linh. Khi bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên vừa được lên sóng thì khán giả đã gọi tên cô Mây và tiên đoán nhà này kiểu gì cũng toang vì bà dì Tiểu Tam. Điệu cười ấn tượng và vai diễn Mây của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trong Sóng Ở Đáy Sông đã theo cô đến tận bây giờ khi nữ diễn viên trở lại trong Đừng Bắt Em Phải Quên. Phim truyền hình Đừng Bắt Em Phải Quên đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh vừa lên sóng tập đầu tiên. Sau thời gian vắng bóng, dường như khán giả vẫn chưa quên được hình ảnh cô Mây trong Sóng Ở Đáy Sông ngày nào. Nên khi nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh dù trở lại trong vai Linh, vẫn có những người xem nhạy cảm, nhanh chóng đoán được chân tướng của nhân vật. Trong phim, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh vào vai Linh, người phụ nữ quá buộn, chồng cô mất sớm, nhưng cũng may nhóm bạn thân của chồng vẫn ưu ái, đón tiếp Linh như một người trong hội. Ngày cô trở về quê, Linh được ông Luân đón tiếp nồng hậu. Tuy vậy, nhưng ông Luân là người đã có gia đình, ông rất yêu thương vợ, là bà Ngân và con gái là Ngọc. Ngay từ cảnh đầu phim, Linh đã chiêu đãi những khán giả quen thuộc với làng phim truyền hình điệu cười, tàn phường nát chợ, quen thuộc. Đối với một số fan đã xem qua nhiều phim truyền hình từ những năm 2000, thì sự xuất hiện cùng điệu cười của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh đã gợi đến nhân vật Mây trong Sóng Dưới Đáy Sông. Khá nhiều bình luận để lại trên trang xã hội của đài truyền hình đã cho rằng Linh đã sớm lộ bản chất con giáp thứ 13 ngay từ đầu. Dường như những dự đoán của người xem đã khá đúng, vì bắt đầu từ tập 2, Linh đã có những biểu hiện của cô gái trà xanh, tức là hay tỏ vẻ tội nghiệp bán than, nhưng khi thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, Linh lại sụ mặt xuống đầy ganh tức, ủ rột. Tuy phim mới chỉ lên sóng một tập, nhưng có thể thấy hoàn cảnh của Linh khá tội nghiệp. Chồng thì mất sớm, con cái lại không có. Có nhiều lý do để người phụ nữ này cảm thấy tủi thân, mủi lòng trước hạnh phúc của anh trai nuôi. Nhưng có chuyện bà ta dùng mánh lưới để phá hoại hạnh phúc của người khác không thì chưa chắc. Điệu cười quen thuộc của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh hay ấn tượng của khán giả về nhân vật Mây đanh đá xéo sắc trong Sóng Dưới Đáy Sông tiết lộ được gì quanh sự trở lại của Linh trong phim? Đừng Bắt Em Phải Quên đã khá ấn tượng với tình tiết khá sôi máu như ông Luân thật thà tới mức xin phép vợ đi chăm sóc em gái mưa hay màn diễn xuất trà xanh của bà Linh ngay khi vừa xuống sân bay trở về từ nơi xa. Và tiếp tục, Linh lại giở những chiêu trò để có thể lấy lòng của Luân, như khi gọi điện cho Luân không được, Luân gọi điện lại thì Linh nói là mình mệt khiến cho Luân lo lắng. Sự lo lắng của Luân khiến Linh cảm thấy ấm lòng và lại càng có quyết tâm muốn có Luân cho bằng được. Nên khi đến cửa hàng của Ngân để chọn quần áo, một lần nữa Linh lại được chứng kiến cảnh Luân gửi hoa đến tặng vợ. Nếu như lần trước thì Linh chỉ đứng từ xa sụ mặt xuống, nhưng lần này thì Linh đã ném luôn cả bó hoa mà Luân gửi tặng vợ xuống đất, khiến cho cô nhân viên vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng sau ngay hành động đó, Linh lại giả vờ bị choáng váng, khiến cho cô nhân viên vô cùng lo lắng.
Ngọc đã bắt đầu biết được cô Linh có tình ý với bố và cảm thấy không ưa cô này. Trong khi đó, cặp đôi oan gia Ngọc và Duy lại một lần nữa gặp nhau. Cặp đôi này hễ cứ gặp nhau là khắc khẩu, luôn dành cho nhau những từ ngữ đầy khiêu khích. Đây cũng là một chi tiết rất lý thú và hấp dẫn khiến khán giả yêu thích bộ phim tò mò về cặp đôi này. Đừng bắt em phải quên ngay từ khi mới lên sóng đã thu hút người xem không chỉ ở nội dung của câu chuyện được giới thiệu mà còn là sự tham gia diễn xuất của những diễn viên quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình Việt, đặc biệt là Thanh Sơn và Quỳnh Cun sau dự án Nàng Dâu Order. Diễn biến chi tiết của tập 4 Đừng Bắt Em Phải Quên sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ tối nay, thứ 6 ngày 14 tháng 3 trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem nhé! Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết tiếp theo của bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên để gửi tới quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin Tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.